tôi sống cô độc từ nhỏ với mẹ rồi. Giờ tôi cũng muốn có cảm giác có một người chị yêu thương rồi lo lắng cho mình, nó sẽ như thế nào? Chắc là nó sẽ thú vị và lạ lắm. Nó sẽ rất là thú vị, tôi nghĩ là như vậy. Nín đi, đừng khóc. Ngoan nha, ngoan nha, nín nha. Dạ, chào chủ tịch. Tôi đến thắp nhang cho Đăng. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Tôi cũng không muốn dính đến cô, nhưng mà đời cứ bắt tôi phải liên quan đến cô. Con gái của Phi Long, bà có liên quan tới cái chết của Đăng đúng không? Vì lúc trước chính bà là người đã gài bẫy Đăng, trở thành thủ phạm giết Hùng Cường. Đó là hai chuyện không hề liên quan đến nhau. Có. Vì chính bà là người đã đâm chết Thưởng để bịt tất cả các đầu mối mà. Chuyện thằng Thưởng thì đúng là tôi làm, nhưng tôi không giết thằng Đăng. Người giết nó chính là chú của cô. Không thể nào. Tôi xin cô một chuyện này được không? Nói chú của cô tha cho con Hạnh và anh Hòa. Tại sao tôi phải làm chuyện đó? Không phải cô yêu Duy Nam sao? Nếu như Hạnh hay anh Hòa, một trong hai người gặp bất trắc, thì Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó cũng khó mà tiếp tục yêu đương với cô. Ngộ thì bà Ái Phương mà tôi từng biết, bây giờ phải đi cầu xin người khác. Sau lúc bà lập âm mưu hại người, bà không nghĩ như vậy. Tôi đang hối hận những gì mình đã làm. Chỉ cần Hạnh và anh Hòa bình yên, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vẫn cao.